Một lần nào anh bước chân đến, tim em chợt sao xuyến bao êm đềm. Ta gặp nhau lời yêu như đã trao, còn tim em vẫn luôn khát khao. Này người tình ơi, có em rồi, tình em như ngàn tia nắng trao cho đời. Cho lòng anh từ nay thôi khát khao, em ơi đây tình anh đã trao. Rồi từng chiều trên lối hẹn ước, bên nhau từng đêm vẫn đưa nhau về. Ôi tình ta đẹp như muôn ý thơ, tim em ngây ngất bao giấc mơ. Này người tình ơi mãi yêu hoài, tình em như vầng trăng sáng sớm đêm dài. Xin từ nay đời ta luôn có nhau, tình mình tuyệt vời người yêu ơi. Dù hôm nay ngày mai sẽ vẫn yêu nhau muôn đời, ngày tháng trôi đời ta về đâu. Em ơi em vẫn yêu mãi mình em, đường đời mình cùng chung lối. Dù mưa rơi dù giông tố vẫn bên nhau muôn đời, tình ấm em người ơi đừng quên. Năm tháng anh đã trao hết tình yêu, đường đời mình cùng chung lối. Này người tình ơi có em rồi, tình em như ngàn tia nắng trao cho đời. Cho lòng anh từ nay thôi khát khao, em ơi đây tình anh đã trao. Rồi từng chiều trên lối hẹn ước, bên nhau từng đêm vẫn đưa nhau về. Ôi tình ta đẹp như muôn ý thơ, tim em ngây ngất bao giấc mơ. Này người tình ơi mãi yêu hoài, tình em như vầng trăng sáng sớm đêm dài. Xin từ nay đời ta luôn có nhau, tình mình tuyệt vời người yêu ơi. Dù hôm nay ngày mai sẽ vẫn yêu nhau muôn đời, ngày tháng trôi đời ta về đâu. Em ơi em vẫn yêu mãi mình em, đường đời mình cùng chung lối. Dù mưa rơi dù giông tố trao hết tình yêu, đừng để mình cùng chung lối. Ngày hôm nay anh đã ở đây,
bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời.
trong buổi trưa ngày hôm nay. Thật đúng mà, yêu nhau mấy lối cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng phải đường xa, đá vàng cũng viết, phòng ba cũng liều. Yêu và được yêu là món quà vô cùng quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Chính vì thế, chú rể Văn Hiếu và cô dâu Thu Hương đã trải qua một quá trình tìm hiểu, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, vui có, buồn có. Và ngày hôm nay đây, ngày 25 tháng 3 năm 2019, tức ngày 20 tháng 2 năm Kỷ Hợi, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng như sự đồng thuận vun đắp của hai bên gia đình, cho phép ban tổ chức được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của cô dâu Thu Hương sánh duyên với chú rể Văn Hiếu xin chính thức được bắt đầu cho ngày thật lớn thật sáng giá để chúc mừng hạnh phúc của đồng đệ trong buổi trưa ngày nay. Trân trọng cảm ơn sự hôm nay của toàn thể quý vị. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước mời người Biển Đông. Hôm nay nên vợ nên chồng, không thể không kể đến công ơn sinh đành. Tôi đã trân trọng kính mời một bác đại diện từ gia phái đàn trai cũng như một bác đại diện từ gia phái đàn gái sẽ hiện diện lên trường cưới để có đôi lời phát biểu. Xin trịnh trọng kính mời bác. Kính mời bác đại diện từ gia phái đàn trai có đôi lời phát biểu. Xin trịnh trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của hai họ. Kính thưa các quý vị khách quý cùng bạn bè nam nữ thân thiết của hai gia đình và hai cháu. Được sự đồng ý của hai cháu và được sự nhất trí của hai bên gia đình. Và hai cháu cũng đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Mỹ đăng ký kết hôn, là hai cháu hôm nay chính thức là lên vợ thành chồng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình ông bà Quấn Hằng có sửa cái lễ xin dâu, trước là sang bên nhà gái, trước là lễ gia tiên, sau là xin phép các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái là họ nhà trai được xin phép đón cháu Hường là về nhà trai, và xin đại diện họ nhà trai xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà và gia đình bên họ nhà gái. Ít phút nữa đến giờ tốt là xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hai họ đưa và đón cháu về bên nhà trai để chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và được sự cho phép của các cụ và được sự ủy quyền của ông Huấn và bà Hằng thì tôi xin đại diện họ nhà trai xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà và gia đình họ nhà gái đã đón tiếp họ nhà trai thật chân tình và lòng thắm. Trước khi ngừng lời, tôi xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà nội ngoại của hai họ mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Đó lời cho bác đại diện từ gia đình gái cũng như quan viên phái đỏ gái. Trân trọng cảm ơn đến sự hiện diện, sự có mặt của bác trong lễ phục quy của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe lời phát biểu của bác đại diện từ gia phái đỏ trai. Xin được trân trọng kính mời bác đại diện từ gia phái đỏ gái có đôi lời đáp từ. Xin trịnh trọng kính mời bác. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng cô dì, chú bác, hai họ nội ngoại của họ nhà trai và họ nhà gái, kính thưa toàn thể bạn bè nam nữ thân yêu của hai cháu, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai có sửa lễ xin dâu để đón cháu Hường về làm lễ thành hôn hai cháu. Thân mật trong bà tháng oan, tôi xin nhận lễ và xin mời hai cháu vào thắp hương bái yến và tiên, và xin kính mời toàn thể các bà cùng bạn bè nam nữ thanh niên chúng ta ăn trầu uống nước để lát nữa đúng giờ đẹp chúng ta đưa cháu về phòng cưới để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Trước khi ngừng lời, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị đại biểu, các quý các cụ, con, các bà cùng cô dì, chú bác và bạn bè nam nữ thanh niên đã có mặt đông đủ để một bên đưa một bên đón cháu về làm lễ thành hôn hai cháu. Cuối cùng tôi xin chúc toàn thể các cụ, con, các bà nội ngoại, cô dì, chú bác và bạn bè nam nữ thanh niên bước sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện từ gia đình gái cũng như đỡ lời cho toàn thể quan viên ấy họ.
Trân trọng cảm ơn đến sự hiện diện sự có mặt của hai bác. Kính chúc hai bác mạnh khỏe, hạnh phúc, đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc phúc, đắc thọ, đắc vinh quang. Xin mời hai bác hãy bước lên một bước và bắt cái tay thật chặt để gắn kết tình thông gia kể từ ngày hôm nay. Một tràng đầy thật lớn để chúc mừng cho hai gia đình được không ạ? Tôi trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời hai bác hãy trở vào trong nhà an toàn. Cô sao đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mộng tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, làm cô dâu của anh đó. Hôm nay mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, biết nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ.
miếng trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em dìa với anh hết rồi, áo kim áo xanh bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng, đồng lòng tác cạn biển đông. 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 Em ơi, hai vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lửa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, có nhau ta có thiên đường tình yêu. Đồng lòng tác cạn biển đông. 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 Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lửa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, có nhau ta có thiên đường tình yêu. Đồng lòng, đồng lòng tác cạn biển đông. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nói đến tình yêu, đề tài tình yêu là một đề tài muôn thuở và không biết được từ bao giờ. Chỉ có tình yêu mới mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ vô bến trong mỗi gia đình chúng ta. Có thể lúc nào yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau anh chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày. Và chú rể Quang Hiếu đã đi một vòng tròn trái đất, tìm gặp được cô dâu Thu Hường, người sẽ cùng anh chỉ ngọt sẻ bùi, người sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc trong năm bên mái ấm gia đình. Được sự thương yêu vun đắp của hai bên gia đình, sự tạo dựng của bè bạn đã tạo một điều kiện tốt đẹp nhất cho hai bạn đến gần với nhau. Thế rồi trải qua những thời gian dài tìm hiểu, và tình yêu của hai bạn cho đến ngày hôm nay thật sự đã được chín mùi. Được sự nhất trí của hai bên gia đình, sự nhất trí của chính quyền địa phương, và hôm nay cho phép đôi bạn Quang Hiếu và Thu Hường được phép ra mắt các cụ, với các bà, các bác, các chị và các bạn. Có thể lúc nào hôm qua thì vẫn còn mỗi bạn mỗi nhà, mà riêng bố, riêng mẹ, riêng bà, riêng ông. Nhưng hôm nay hai bạn đã chung một nhà, họ chung bố, chung mẹ, chung ông, chung cả bà. Kể từ ngày hôm nay đôi bạn Quang Hiếu và Thu Hường chính thức lên nghĩa vợ chồng. Họ sẽ cùng sống bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long, lưng còng máu mém vẫn còn yêu nhau. Họ sẽ dìu dắt nhau đi trên con đường hạnh phúc, trao cho nhau những lời thương tình nhớ và xây dựng hạnh phúc trăm năm bên mái ấm gia đình. Thưa quý vị thân mến, và bây giờ ban tổ chức chúng tôi không biết nói gì hơn, xin được chính thức long trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Quang Hiếu dành riêng cùng với cô dâu Thu Hường. Hai bạn không thể nào quên được những công ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng hai bạn tới ngày hôm nay. Tất cả các nàng công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy xa, thuộc cội gốc núi xanh cảnh cây lá, ơn cha mẹ như biển cả bao la. Kính thưa quý vị thân mến, và sau đây cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và tin mời một bác đại diện cho họ nhà gái, cùng với một bác đại diện cho họ nhà trai sẽ hiện diện lên đài này của sân khấu để có đôi lời trao dâu cũng như là nhận dâu. Cô đầu đời trước hơn trân trọng kính mời tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác đại diện cho họ nhà gái sẽ có đôi lời trao dâu cũng như đôi lời trước hơn trân trọng kính mời bác. Toàn thể các cô, các bà, cô dì, chú bác và anh chị em hai họ hà nội hồng ngoại và của hai họ nhà trai và nhà gái, kính thưa toàn thể anh chị em nam nữ thanh niên của hai cháu, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Được sự ủy quyền của ông bà thắng oan, tôi xin chính thức giao cháu Hường là dâu con ông bà ông Hằng, và cũng xin nhận cháu Hiếu là giấy hiền của gia đình nhà ông bà thắng oan và cũng là dòng họ của gia đình chúng tôi. Xin chúc hai cháu sống với nhau trăm năm hạnh phúc và cuối năm sẽ sinh được một thằng cu kháu khỉnh. Được sự ủy quyền của gia đình ông bà thắng oan, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể các cụ, công, các bà cùng cô dì chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu đã đến dự lễ thành hôn của hai cháu. Xin được cảm ơn và cảm ơn toàn bộ toàn thể các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, họ nhà trai đã đón tiếp họ nhà gái chúng tôi một cách nồng nhiệt. Trước khi ngừng lời, tôi xin được chúc toàn thể các cụ, công, các bà cùng quý vị đại biểu và người nam nữ thanh niên trong hội hôn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn bác nhiều. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã được nghe lời phát biểu cũng nhận lời trao dâu của bác đại diện cho họ nhà gái. Để đáp lại tình cảm đó, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác đại diện cho họ nhà trai cùng có đôi lời nhận dâu cũng như có đôi lời chúc hôn. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của hai họ, kính thưa các quý vị khách quý cùng bạn bè nam nữ thân thiết của hai cháu,
Cho tới giờ phút này thì hai họ, hai gia đình đã đưa và đón dâu về tại hôn trường nhà trai để chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Với sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của hai họ, các quý vị, khách quý, bạn bè nam nữ của hai cháu đã bớt chút thời gian và Ngọc đến để ăn trầu, uống nước để chứng kiến lễ thành hôn cho hai cháu. Và vừa rồi, ông vị đại diện họ nhà gái đã giao dâu thì tôi xin được được sự ủy quyền của các cụ và gia đình ông Huấn và bà Hằng xin được nhận cháu Hương. Chính thức từ giờ phút này, cháu sẽ là con dâu của ông Huấn và bà Hằng và là cháu dâu bên họ nhà trai chúng tôi. Và cháu Hiếu cũng chính thức từ giờ phút này, cháu sẽ là con rể của ông Thắng và bà Ngoan và là cháu rể bên họ nhà gái các cụ. Cũng mong hai cháu sống để giữ đúng cái đạo lý làm con, đạo nghĩa vợ chồng để xây dựng cuộc sống trăm năm hạnh phúc. Xưa các cụ có câu, dâu hiền thì lên gái, rể hiền thì lên trai. Hai cháu hãy sống hết trách nhiệm của mình để thỏa lòng mong ước của bố mẹ, họ hàng, cô dì, chú bác, anh chị em đôi bên. Trước khi ngừng lời, tôi xin chúc cho tình thông gia của hai nhà ngày càng gắn bó. Chúc các cụ, các ông, các bà, quý vị, khách quý sức khỏe dồi dào. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, sớm đơm hoa kết trái, bên nhau đến đầu bạc răng long. Chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác nhiều và xin được mời hai bác bước lên một chiếc bồn nước và bắt tay kết tình thông gia giữa hai gia đình. Mời chúng ta tay thật lớn để chúc phúc cho đại gia đình. Vâng, cháu xin được mời hai bác tiếp tục vào trong nhà, xin chào trong nước và xin mời cô dâu và chú rể xin vào trong nhà làm lễ bái gia tiên cũng như lễ bái tổ đội ở trong nhà. Bây giờ xin được mời cô dâu và chú rể sẽ làm một nghi lễ, tức là trao nhẫn cưới cho nhau trong ngày cưới. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, bạn chuẩn bị nhẫn chưa đấy? Vâng, chiếc vòng nhẫn cưới là một vòng tròn vô tận không có điểm dừng. Chúng tôi mong rằng tình yêu của hai bạn mãi được vuông tròn như chiếc nhẫn. Xin được mời chú rể sẽ là người chủ động trao cho cô dâu và xin được mời hai bạn ngoảnh mặt nhìn nhau, hướng mắt thật đắm đuối âu yếm dâu trước. Vâng, và bây giờ xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay các những tầng bánh cưới trong ngày cưới của hai bạn. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, ba tầng bánh cưới tượng trưng cho ba quãng thời gian mà hai bạn trải qua. Xin được mời hai bạn tay trong tay cắt tầng bánh đầu tiên, tầng bánh thấp nhất tượng trưng cho quãng thời gian trong quá khứ. Quá khứ hai bạn trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong tình yêu để hai bạn đến được với nhau. Xin được mời hai bạn tay trong tay cắt tầng bánh thứ hai, tầng bánh tượng trưng hiện tại hai bạn đang bên nhau trong ngày cưới rất hạnh phúc bên nhau. Và tầng bánh thứ ba, xin được mời hai bạn cùng cắt tầng bánh đỉnh cao của hạnh phúc và qua thời gian trong tương lai hai bạn hạnh phúc hơn khi về bên mái nhà chung một mái nhà, chung cha chung mẹ, chung rừng chung cưới. Và quý vị đừng cho tôi thật lớn hơn nữa được không, trong ngày cưới của hai bạn. Xin được mời chú rể và cô dâu sẽ cùng tay trong tay bật chai rượu tung bay trong ngày cưới để dắt lên những tham ly rượu màu hồng trong ngày cưới của hai bạn. Và vâng là anh xin sao cỏ ngọt để cho mọi cánh ông vàng, mà anh xinh đẹp đẹp thế để cho lòng anh phải sướng sang. Ai chắp cánh cho những đôi chim bay về tổ, anh mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Được rồi, hôm nay họ ăn như này thì không biết tớ có làm ăn gì được không? Các cháu chưa đến tuổi, các cháu cứ ngồi xuống, các cháu cứ lấy thở kia. Bạn rất tuyệt vời, xin mời hai bạn cùng tay trong tay giơ lên thắp lên rực màu hồng trong ngày cưới của hai bạn.
Vâng, anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa cỏ. Anh sẽ là lưỡi nhỏ để cho em bước vào đời. Cửa đế tài vương của chú rể Quang Hiếu sánh riêng cùng với cô dâu Tường trong ngày hôm nay. Họ đang tay trong tay hạnh phúc trong ngày cưới, đang tay trong tay dắt bền những tháp bình rượu màu hồng cho ngày cưới của cô dâu và chú rể. Và sau đây cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai bác đại diện cho hai họ sẽ hiện diện lên đế đài của sân khấu để cùng uống ly rượu kết tình thông gia giữa hai gia đình. Và cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện cho họ nhà gái cùng với một bác đại diện cho họ nhà trai sẽ hiện diện lên đế đài của sân khấu để cùng uống ly rượu kết tình thông gia giữa hai gia đình. Sẽ lưng một ly rượu dâng lên. Dâng lên bác đại diện cho họ nhà trai và xin được mời chú rể sẽ lưng rượu hồng dâng lên bác đại diện cho họ nhà gái. Và xin được mời cô dâu và chú rể mỗi người một ly quên lên sân khấu. Xin mời hai bác tiếp tục vào trong nhà, xin chào, xin chào, cũng như đã tiếp tục xử lý hôn của dâu chú rể cho ngày hôm nay. Hôm nay ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà nội của chú rể có món quà dành tặng cho bạn trong ngày hôm nay. Và trân trọng và kính mời bà nội của chú rể sẽ lên sân khấu trao quà cho bạn. Là những tình cảm của bà nội dành cho hai cháu trong ngày cưới. Quý vị hãy cùng chúng tôi lớn để chúc phúc cho đại gia đình. Vâng, xin được cảm ơn bố mẹ của chú rể cùng có món quà dành tặng cho đại gia hôm nay. Xin được mời hai bà bước lên sân khấu để chụp ảnh ạ. Vâng, và tiếp theo xin được mời mẹ của chú rể cùng có quà dành tặng. Vâng, thưa mẹ, đi khắp thế gian thì không ai tốt được bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy lời tình mẹ, mây trời lầm lầm không phủ kín được trông cha. Mà qua sông có bến có đò, đôi bên này họ dặn dò đôi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều, chi trùng chi hứa rẻ cũng có quà, dành tặng cho bạn. Và xin bạn đứng lên chụp ảnh. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho đại gia đình. Vâng, xin được cảm ơn cô, xin được cảm ơn rất nhiều. Bây giờ tôi hỏi các bạn trẻ là có chương trình gì tiếp theo nhỉ? Các bạn có vợ chưa mà xong nghe các bạn khí thế thế. Đây là làm theo cầu của các bạn nhé. Xin được mời hai bạn đứng lên trên sân khấu. Tôi sẽ đứng sang bên này để tôi quan sát chú rể thật chắc. Vâng, xin được mời hai bạn. Vâng, và bây giờ xin được mời hai bạn hướng mắt vào nhau để chuẩn bị làm gì? Tôi sẽ nói. Vâng, kính thưa quý thân mến, để yêu cầu chú rể Quang Hiếu chứng minh tình yêu của mình dành cho cô dâu Tù Hường bằng cách trước mắt toàn thể hội hôn, hãy trao cho cô dâu Tù Hường một nụ hôn hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng, xin mời cô dâu quay 3745 và chú rể quay 3577. Xin được mời cô dâu đứng im mắt đen dim, chú rể miệng tròn vo lò mò. Vâng, tôi hỏi các bạn ạ, chú rể mắt chớp chớp miệng thì làm sao? Đấy là các bạn nói nhá. Và bây giờ tôi đến đúng đến ba bắt đầu chú rể mới được hôn. Và trước hôn phải đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hôn vào má phải sinh con trai, hôn vào má trái sinh con gái, hôn vào môi sinh đôi. Thôi thì bây giờ hôn một đôi tùy chú rể. Các cháu nhỏ nhắm mắt lại nhá, các cháu chưa đến tuổi nhá. Và tôi đến nào, một hai ba, vợ chồng sẽ đến để chúc phúc cho đại gia đình.
khi cô dâu và chú rể tung hoa cưới trong ngày cưới, họ đã đến bên nhau trong hạnh phúc trong ngày cưới, họ đã đến đỉnh cao của hạnh phúc. Họ muốn chia sẻ một chút may mắn đó dành cho những người ở phía sau, tức là những bạn trai mà chưa vợ và những bạn gái chưa chồng. Nhưng mà có thể nói là theo chúng tôi được biết đây không phải là em trai chú rể đúng không ạ? Có đúng không? Đúng rồi, thì có người yêu chưa? Em chưa. Vâng ạ. Và trả lời rất là tự tin ạ. Vâng, tôi mong rằng anh em chúng tôi sẽ được tiếp tục quay trở lại sân khấu này và tiếp tục tổ chức đám cưới của bạn, đúng không ạ? Và xin được chúc mừng bạn đã may mắn đã được vào hoa cưới và chúc bạn sớm có tình duyên. Một chút bắt tay lớn để chúc mừng cho bạn, đúng không ạ? Vâng, xin mời bạn vào sớm. Vâng, kính thưa quý vị và một tiết mục đăng ký tham gia văn nghệ trong ngày hôm nay để dành tặng cô dâu và chú rể. Và xin được mời một bạn đăng ký với bài hát Ánh Nắng của anh. Ai là chủ nhân? Ngày từ mãi không thay.
chương trình văn nghệ chúc phúc cho bạn trong ngày hôm nay còn rất là dài. Nhưng điều kiện thời gian không cho phép, người bận mùa màng, người bận đi công tác ở xa và đoàn đại biểu của họ nhà gái đã xin phép được ra về. Xin được thay mặt cho ban gia đình, được thay mặt cho cô dâu và thân rể, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị tân khách quý đã bất chấp đoàn gia đình họ nhà trai long trọng dự đại lễ thành hôn của chú rể con người. Anh tìm đến em để yêu suốt đời.